Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số kích cỡ sâu mà anh xã của mình nuôi và chăm sóc. Đây là sâu sữa loại vừa. Sâu này nuôi dùng để cho chim chào mào, chích chè, chè than, chè lửa. Nhưng mà sâu này thì mình thường cho thức ăn chủ yếu là bằng trái cây, ví dụ như ổi, cóc, sồi, mận, cam, quýt, khóm, vân vân. Thỉnh thoảng thì mình thấy anh xã của mình cũng thường hay cho ăn là các loại rau củ quả. Còn đây là hình ảnh của sâu quy. Sâu này hơi to hơn sâu hồi nãy. Sâu này là bự nhất trong các loài sâu mà anh xã của mình nuôi. Thì hôm nay nhà mình chỉ có ổi thôi, nên cho sâu ăn ổi. Tiếp theo là những cái chú sâu nhỏ. Đây là cỡ sâu nhỏ nhất mà anh xã của mình nuôi. Cái miếng ổi này là mình mới vừa để vô cho sâu ăn nè các bạn. Sâu này thì mình thường dùng để cho chim sâu đầu đỏ ăn. Tại vì chim sâu đầu đỏ nó nhỏ, cái miệng nó nhỏ, nó gấp mấy con sâu nhỏ này nó dễ. Còn cái cỡ sâu lớn với sâu trung kia thì hơi to, nó ăn không được. Mình vừa chia sẻ với các bạn các kích cỡ sâu của nhà mình nuôi. Sau đây mình xin mời các bạn hãy xem lại các kích cỡ sâu mà mình vừa chia sẻ. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn lại gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.